thắng đậm U17 Iran, U17 Nhật Bản vào chung kết U17 châu Á 2023. Giành chiến thắng đậm đà 3-0 trước U17 Iran trong trận bán kết đầu tiên. U17 Nhật Bản đã giành vé vào chung kết U17 châu Á 2023. U17 Nhật Bản đối đầu với U17 Iran được dự đoán là không mấy khó khăn để giành chiến thắng. Nhập cuộc, U17 Nhật Bản chủ động tấn công U17 Iran ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ 10 phút sau, Samurai trẻ đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước bằng cú sút chân trái của Rinusuk Iada. Lợi thế dẫn điểm từ rất sớm giúp cho U17 Nhật Bản chơi càng tự tin hơn. Bị đẩy vào thế khó, U17 Iran chơi khá lúng túng và phải nhanh chóng nhận thêm một bàn thua nữa ở phút 25 sau pha dứt điểm của Kohei Mochizuki. Ngoài hai pha lập công này, U17 Nhật Bản còn có một số cơ hội ăn bàn khác trong hiệp 1 nhưng đội bóng này đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Về phần mình, U17 Iran cũng có một vài pha sóng gió về phía cầu môn đối phương nhưng không thể có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Trong hiệp 2, U17 Nhật Bản chơi khá nhàn nhã. Đội bóng này tiếp tục làm chủ cuộc chơi, đẩy U17 Iran về phần sân nhà để chống đỡ và gần như không cho đối thủ có cơ hội để tiếp cận khung thành đội nhà khi phòng ngự từ xa rất tập trung. Ngoại trừ quả đánh đầu của Kasa đưa bóng đi chệch khung thành ở phút cuối cùng của trận đấu, chủ động kiểm soát bóng đến hơn 60%. U17 Nhật Bản tạo khá nhiều tình huống nguy hiểm về phía cầu môn của U17 Iran. Đến phút 74, Samurai trẻ được hưởng quả đá phạt trực tiếp ngay trước khu vực 16m50. Sato tung cú sút sệt, đưa bóng đi thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà. Giành chiến thắng đậm đà trước U17 Iran. U17 Nhật Bản đã không mấy khó khăn để giành vé vào chung kết U17 châu Á 2023. Đây là lần thứ 5 đội bóng này giành vé vào chơi trận tranh chức vô địch ở giải đấu trẻ này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.